Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.556 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 6,49% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đăng ký hơn 10.636 tỷ đồng, giảm 35,9%. Toàn tỉnh có 680 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 1.538 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và 242 doanh nghiệp giải thể. Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới giảm, song đến tháng 11, số lao động đang làm việc trong các đơn vị công nghiệp lại tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,85%, ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí tăng 1,98%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,4%. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, ngành y tế Khánh Hòa đã đi được nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2021-2026. Dù phải trải qua nhiều khó khăn khi dồn toàn lực phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, nhưng với quyết tâm cao, nhiều chỉ tiêu của ngành vẫn được triển khai thực hiện, đảm bảo đúng lộ trình đề ra, từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngành y tế Khánh Hòa bước vào thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời điểm không thể nào quên, đó là khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Tính từ lúc dịch COVID-19 bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam cho đến ngày 30/9/2023, toàn tỉnh ghi nhận 123.257 trường hợp mắc bệnh, 368 trường hợp tử vong. Nhờ thực hiện đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch, tỉnh Khánh Hòa đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Công tác chăm sóc y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân được đảm bảo, góp phần rất lớn vào công tác phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngoài ra, các bệnh dịch lưu hành tại địa phương như sốt rét, tay chân miệng, dịch hạch đã được khống chế và đẩy lùi. Đối với công tác phòng chống dịch thì nổi bật lên của chúng ta hiện nay là trong nhiều năm qua thì tình hình sốt rét giảm đáng kể. Tuy nhiên trong năm 2023 hiện nay thì sốt rét đã gia tăng từ tháng 6 đến tháng 6 trở đi. Tuy nhiên thì hiện nay chúng tôi cũng đã được kiểm soát được cái tình hình của gia tăng của sốt rét tại huyện Khánh Vĩnh và chúng ta có khả năng là sẽ kết thúc được cái sốt rét vào dự kiến vào năm 2030 tại huyện Khánh Vĩnh. Song song đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên lĩnh vực y tế dân số theo nghị quyết đề ra như tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ làm việc, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế, mức sinh thay thế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, thể thấp còi, số bác sĩ trên 1 vạn dân, số giường bệnh toàn tỉnh tính trên 1 vạn dân đều cơ bản đạt. Tính đến nay, số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 11,2, trong đó có 9,2 bác sĩ công lập, đạt 89,6% so với nghị quyết, 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tỷ lệ giường bệnh đạt 36 giường bệnh trên 1 vạn dân, 33,4 giường công lập, đạt 96%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,74%, đạt 98,8% so với nghị quyết. Hệ thống y tế tư nhân đang phát triển mạnh mẽ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa Vật Xanh Nha Trang. Đã hoàn chỉnh dự thảo đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Toàn tỉnh có 5 bệnh viện tư nhân, 13 phòng khám đa khoa tư nhân, 721 phòng khám chuyên khoa. Hệ thống bệnh viện tư nhân cung cấp 323 giường bệnh, tương ứng với tỷ lệ 2,6 giường bệnh trên 1 vạn dân. Cùng với đó, các quy trình khám xét nghiệm được quan tâm cải tiến, góp phần nâng cao công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh. Hiện tại thì ngành y tế đang tập trung để giảm tỷ lệ sinh dưỡng cho hai huyện Thanh Sơn và Khánh Vĩnh. Hai huyện miền núi thì tỷ lệ sinh dưỡng còn cao. Thì bên cạnh đó cũng có một số cái khó khăn là cái giá dịch vụ khám chữa bệnh cho các bệnh viện thì chưa tính đủ. Các yếu tố hệ cấu thành giá thì cũng gây khó khăn cho bệnh viện không có cái nguồn lực để đầu tư phát triển thêm các cái trang thiết bị. Cái thứ ba thì có khó khăn là hiện nay đối với chính sách pháp luật của hệ thống y tế chưa được hoàn thiện cho nên cũng khó khăn trong vấn đề đấu thầu mua sắm thuốc vật tư và trang thiết bị y tế. Ngoài ra, khó khăn nhiều năm nay chưa được giải quyết của ngành y tế là chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt trần, vượt nguồn kinh phí, vượt tổng mức thanh toán tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa được cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán. Mức thu nhập của ngành y tế còn khiêm tốn so với thời gian đào tạo và mức độ áp lực của công việc, dẫn tới tình trạng nghỉ việc và chuyển dịch từ khu vực công lập sang khu vực tư nhân khá phổ biến. Vì thế, các cơ sở y tế công lập khó tuyển được bác sĩ có tay nghề cao.
Nửa nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ ngành y tế ngoài việc giải quyết các vấn đề trên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, nhất là trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Sáng nay tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Cam Ranh tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Cam Ranh đã tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2024. Theo đó, tổng số gọi khám là 826 thanh niên, đã có 714 thanh niên chấp hành lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Kết quả có 242 thanh niên đạt sức khỏe, chiếm tỷ lệ gần 34% so với chấp hành khám. Hội nghị đã thảo luận, đề ra các giải pháp để công tác khám tuyển đợt 2 đạt kết quả cao hơn. Cụ thể, đối với trường hợp chưa lên sân khám đợt 1, các địa phương lập biên bản, xác lập hồ sơ, đề nghị phát lệnh gọi khám đợt 2, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục tuyên truyền vận động số thanh niên chưa khám sức khỏe đợt 1 và số thanh niên đã phát lệnh gọi khám đợt 2 lên sân khám theo kế hoạch, kiên quyết xử lý trường hợp chống khám, phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu giao quân năm 2024. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã khai mạc lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng cho lực lượng cốt cán thôn, tổ dân phố và tổ dân quân làm công tác dân vận năm 2023. Trong 2 ngày, hơn 1.000 cán bộ thôn, tổ dân phố và tổ dân quân làm công tác dân vận trên địa bàn thành phố Nha Trang được nghiên cứu chuyên đề gồm phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, những nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật an ninh mạng, nội dung cơ bản về bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Trên cơ sở các nội dung được tập huấn, giúp cho lực lượng cốt cán của thôn, tổ dân phố và tổ dân quân làm công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Chiều qua, Công an huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị sơ kết một tháng triển khai tổ tuần tra phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tổ công tác 979. Triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, hai tổ công tác 979 huyện Vạn Ninh đã tuần tra phát hiện 6 vụ, 21 đối tượng có dấu hiệu tàng trữ, cất giấu các loại vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác. Phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, thu giữ 8 xe mô tô không rõ nguồn gốc, 1 vụ, 1 đối tượng có tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can, phát hiện 15 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác 979 thời gian tới, lãnh đạo công an huyện Vạn Ninh yêu cầu các tổ công tác tiếp tục kiểm tra trọng điểm, nhất là tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh với các ổ nhóm hoạt động côn đồ, các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Sáng nay, Ban An toàn giao thông và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh phối hợp cùng Hết Thuận Tiến Phát 2 tổ chức trao mũ bảo hiểm cho học sinh trường tiểu học Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Tại buổi lễ, Hết Thuận Tiến Phát 2 đã trao tặng 224 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trường tiểu học Lộc Thọ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giữ trọn ước mơ của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo chung tay cùng Honda Việt Nam triển khai từ năm học 2018-2019 nhằm nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, bảo vệ tương lai tươi sáng của các em. Để đồng hành bảo vệ cho các em học sinh khi tham gia giao thông tại Khánh Hòa, Honda Việt Nam đã trao tặng hơn 22.000 mũ bảo hiểm cho 179 trường tiểu học. Dịp này, các em học sinh cùng phụ huynh và thầy cô giáo được trang bị kiến thức bổ ích khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 32 hồ chứa, gồm 29 hồ thủy lợi, 3 hồ thủy điện, với dung tích toàn bộ khoảng 250 triệu mét khối nước. Vào mùa mưa lũ năm nay, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã tập trung hoàn thiện việc nâng cấp, gia cố những hạng mục sạt lở bị xuống cấp nhằm đảm bảo vận hành an toàn và ứng phó với thiên tai. Hồ Đá Bàng tại thị xã Ninh Hòa có dung tích toàn bộ khoảng 75 triệu mét khối nước, là hồ chứa lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là công trình thủy lợi được đưa vào khai thác đã lâu năm. Do đó, tình trạng hư hỏng mái hạ lưu thường xuyên xảy ra. Để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đã thực hiện các biện pháp khắc phục hư hỏng. Đến tháng 5 năm 2023, công ty triển khai thi công sửa chữa phần còn lại của mái hạ lưu hồ chứa. Hồ Đá Bàng mấy năm trước thì chưa đầu tư dự án thì sửa chữa thì nó có những cái lỗ
là đất sụt lún, thiên tai nó là bão lụt nó cũng nguy cơ, nên là nay nâng cấp sửa chữa lại đoạn đảm bảo thì nó yên tâm, không có gì xảy ra trên mặt đập, và đến nay đã dự án đã tương đối là hoàn thiện. Dự án sửa chữa mái hạ lưu hồ chứa đá bàn phần còn lại có tổng mức đầu tư hơn 7,6 tỷ đồng, trong đó giá trị gói thầu xây lắp là 6,4 tỷ đồng. Dự án thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn cho cụm công trình đầu mối, cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Qua 6 tháng khẩn trương đôn đốc nhà thầu xây dựng, đến nay công trình đã xong tất cả hạng mục như xử lý các vị trí xói lở cục bộ, làm mới các rãnh tiêu thoát nước và gia cố mái đập. Công trình đang hoàn thiện và sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác vào cuối tháng 11. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư thường xuyên phối hợp đơn vị tư vấn giám sát nhà thầu xây dựng để đảm bảo tiến độ và chất lượng, đưa công trình hoàn thành vượt lũ an toàn. Công trình hồ sửa chữa nâng cấp hồ Đá Vàng thì khởi công tháng 5 hay là 2023, thì đến nay coi nhà thầu đã coi như là đã thi công hoàn tất các hạng mục từ mương rồi đến tấm lát trồng cỏ, mà được gia cố cái này thì nó về mùa mưa vừa rồi mưa rất là lớn nhưng mà không có hiện tượng gì mà nó xói mòn các thứ cả. Nhằm đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa trong mùa mưa lũ 2023, đơn vị quản lý các công trình thủy lợi đã tổ chức vận hành các cửa van, thiết bị xả lũ của các hồ chứa nước, bảo trì bảo dưỡng các thiết bị cơ khí, sẵn sàng phương án bố trí vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo kịp thời sửa chữa thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành, nạo vét khơi thông kênh hạ lưu các tràn điều tiết thoát lũ khi có mưa lớn xảy ra. Đối với các hồ chứa đang nâng cấp sửa chữa, nhất là hồ có dung tích lớn trên 20 triệu mét khối, cần đảm bảo hoàn thành công trình vượt lũ, chống lũ an toàn và có phương án ứng phó thiên tai trong các tình huống khẩn cấp. Cái hồ chứa nước Hồ Sơn á, thì cái mái Hồ Sơn á, được bảo vệ bằng cái là mái trồng cỏ và cái hệ thống tiêu nước mặt bằng các cái kênh tiêu nước mặt. Nhưng mà do cái tình hình thời tiết là các những năm gần đây thì mưa lớn, thành thử là cũng có gây là xói lở cục bộ của một số cái vị trí của mái Hồ Sơn. Thì mục tiêu đầu tư của hồ chứa nước Hồ Sơn kỳ này chúng ta là thực hiện là khắc phục hư hỏng mái hạ lưu những phần còn lại ở tất cả các cái điểm sụt lún cũng như các kênh tiêu bị gãy đổ và hư hỏng nhằm đảm bảo cho an toàn cho công trình. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn vận hành điều tiết hồ chứa nước trong mùa mưa lũ, ngoài dự án sửa chữa sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Khánh Hòa đã hoàn thành dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Tỉnh đã tiến hành nâng cấp đảm bảo an toàn cho 8 hồ chứa nước tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh và huyện Vạn Ninh với tổng kinh phí hơn 224 tỷ đồng. Đây là các công trình thủy lợi vừa và nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong công tác cắt lũ, điều tiết nước và tránh ngập úng cục bộ cho vùng hạ lưu. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, đêm trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối với nhiệt độ dao động từ 12 cho đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, đêm trời rét. Vùng núi cao cần đề phòng có nơi xảy ra sương muối, nhiệt độ dao động từ 14 cho đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, riêng phía Nam có mưa vài nơi, ngày trời nắng, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ trong khoảng từ 15 cho đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 16 cho đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 22 cho đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.